Chào các em, ở tiết học trước, các em đã tìm hiểu những giá trị của văn học và các em đã hiểu được rằng sở dĩ văn học có thể nằm ngoài định luật của băng hoại bởi vì nó mang trong mình những giá trị sâu sắc. Nhưng nếu không có hoạt động tiếp nhận của người đọc thì liệu những giá trị đó có được hiện thực hóa hay không? Và nếu không có sự giúp đỡ của người đọc thì liệu tác phẩm văn học có thể đi cùng của người bước đến tương lai hay không? Để trả lời cho những câu hỏi đó, nhà văn, nhà triết học người Pháp Jean Balzac đã khẳng định tác phẩm văn học chỉ kéo dài chừng nào sự đọc còn có thể tiếp tục. Ngoài sự đọc ra, nó chỉ là vệt đen trên tờ giấy trắng. Điều đó nói lên vai trò quan trọng của người đọc trong việc đem lại sự sống cho tác phẩm. Trong tiết học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu một vùng kiến thức lý luận văn học khá mới mẻ. Đó chính là tiếp nhận văn học. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng khởi động để bước vào bài học. Các em hãy đọc bài thơ sau đây và cho biết cô gái muốn nói gì với chàng trai. Bài thơ Xa Cách của nhà thơ Nguyễn Bính. Nhà em cách bốn quả đồi, cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng. Nhà em xa cách quá chừng, em van anh đấy, anh đừng yêu em. Các em có 5 giây để suy nghĩ. Các em thân mến, sau khi đọc bài thơ, chắc các em đã có những câu trả lời của riêng mình. Các em biết không, khi đưa bài thơ này cho học sinh của mình phân tích, thì cô nhận thấy có rất nhiều cách tiếp nhận khác nhau về bài thơ và có những bạn đã bộc lộ năng lực cảm thụ văn chương rất tinh tế. Đa số các bạn cho rằng, trong bài thơ, điều cô gái muốn nói với chàng trai thật quá rõ ràng vì nó thể hiện ngay trong câu thơ cuối, em phan anh đấy, anh đừng yêu em, nghĩa là cô gái từ chối tình yêu của chàng trai. Nhưng bên cạnh đó lại có một số bạn cho rằng bài thơ là lời tỏ tình của cô gái đối với chàng trai. Vì tuy hai nhà xa cách nhau nhưng cô gái đã chủ động dùng trái tim mình để thu hẹp khoảng cách ấy. Bằng chứng là các số từ trong bài thơ được sắp xếp theo trật tự giãn dần. Từ bốn quả đồi đến ba ngọn suối đến đôi cánh rừng. Có bạn lại tinh tế chỉ ra trong bài thơ, cô gái đã chỉ đường cho chàng trai đến với trái tim mình. Cụ thể, đi qua bốn quả đồi, qua ba ngọn suối, qua đôi cánh rừng là tới được nhà em. Như vậy, các em thấy một bài thơ nhưng lại có những cách tiếp nhận khác nhau, thậm chí là trái ngược nhau. Tại sao lại có hiện thực đó? Chúng ta cùng tìm kiếm câu trả lời qua tiết học hôm nay. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu bài học. Phần 2 lớn. Tiếp nhận văn học. Trước hết, cô xin được khái quát chung vài nét về tiếp nhận văn học. Tiếp nhận văn học là một khâu trong quá trình văn học. Như các em đã biết, quá trình văn học được cấu thành từ 3 thành tố: nhà văn, tác phẩm và bạn đọc. Nó gắn với hai quá trình là quá trình sáng tác của nhà văn và quá trình tiếp nhận của bạn đọc. Vì vậy, mà nếu thiếu vai trò của bạn đọc thì quá trình văn học sẽ không hoàn tất. Nhà văn khi sáng tác tác phẩm là gửi gắm nỗi niềm, là thể hiện tư tưởng, tài năng sáng tạo, mong tìm được sự đồng cảm, tri âm nơi người đọc. Người đọc thông qua tác phẩm mà hiểu được điều nhà văn muốn nói. Như vậy, tiếp nhận văn học thực chất là quá trình giao lưu, đối thoại giữa bạn đọc với nhà văn. Nếu lý luận truyền thống đề cao vai trò của nhà văn, thì lý luận hiện đại lại đề cao vai trò của bạn đọc với tư cách là chủ thể của hoạt động tiếp nhận. Nếu không có người đọc thì tác phẩm của nhà văn sẽ không được biết đến, không thể hiện diện trong đời sống và tư cách nghệ sĩ của nhà văn cũng không tồn tại. Có thể nói, nhà văn là người đã sản sinh ra tác phẩm, nhưng bạn đọc mới chính là người quyết định cuộc đời và số phận của nó. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về hoạt động tiếp nhận văn học. Phần 1 nhỏ, tiếp nhận trong đời sống văn học. Tiếp nhận văn học là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm. Tiếp nhận văn học là quá trình người đọc hòa mình vào tác phẩm, rung động với nó, đắm chìm trong thế giới nghệ thuật được dựng lên bằng ngôn từ, lắng nghe tiếng nói của tác giả, thưởng thức cái hay, cái đẹp, tài nghệ của người nghệ sĩ sáng tạo. Ví dụ, khi đọc truyện ngắn Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam, trong thơ bỗng hiện lên hình ảnh của một phố huyện nghèo trước cách mạng tháng 8. Nơi đó, ở một gian hàng tạp hóa nhỏ xíu bên cạnh một ga xếp, cứ mỗi chiều tàn có hai chị em An và Liên ra ngồi trên chiếc chõng tre, ngắm nhìn hoàng hôn và chờ đợi chuyến tàu đi ngang qua.
rồi ta cảm nhận được nhịp sống buồn tẻ quẩn quanh tàn lụi của phố huyện và niềm khao khát chờ đợi chuyến tàu của hai đứa trẻ. Ta xúc động trước ước mơ về một thế giới khác của những con người nơi đây. Từ đó, ta cảm nhận được thông điệp nghệ thuật mà nhà văn gửi gắm trong tác phẩm, cũng như thưởng thức cái đẹp về ngôn từ qua việc sử dụng sáng tạo của nhà văn Thạch Lam. Đó chính là tiếp nhận văn học. Từ khái niệm tiếp nhận văn học, chúng ta có thể đi vào phân biệt giữa tiếp nhận và đọc. Trước hết, các em hãy xem clip sau đây và cho cô biết đây là hoạt động nào trong đời sống. Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu truyện ngắn Vợ Nhặt, tác giả Kim Lân, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Trước kia mỗi chiều, cứ vào lúc chạng vạng mặt người thì Tràng đi làm về, hắn bước ngật ngưỡng trên con đường khẳng khiu luồn qua cái xóm chợ của những người ngụ cư vào trong bến. Hắn vừa đi vừa tủm tỉm cười, hai con mắt nhỏ tí gà gà đắm vào bóng chiều, hai bên quai hàm bạnh ra rung rung, làm cho cái bộ mặt thô kệch của hắn lúc nào cũng nhấp nhín những ý nghĩ vừa lý thú vừa dữ tợn. Hắn có tật vừa đi vừa nói, hắn lảm nhảm than thở những điều hắn nghĩ. Trẻ con trong xóm cứ thấy cái thân hình to lớn vập vạp của hắn từ dốc chợ đi xuống là ùa cả ra vây lấy hắn, reo cười ván lên. Qua việc theo dõi clip trên, chắc các em đã nhận ra đây là hoạt động tiếp nhận văn học trong đời sống. Cụ thể là chúng ta nghe đọc truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân qua giọng đọc của Trần Ngọc Sang trên kênh Hẻm Radio. Như vậy, các em có thể thấy tiếp nhận thì rộng hơn đọc, vì ngoài đọc thì chúng ta còn có thể nghe kể chuyện, ngâm thơ hoặc là xem diễn xướng. Và tiếp nhận văn học thì cũng khác với đọc văn học. Đọc văn học là chúng ta mới chỉ chạm đến lớp vỏ ngôn từ, còn tiếp nhận văn học là sự hòa mình vào tác phẩm, biến văn bản thành một thế giới nghệ thuật sống động, đầy sức cuốn hút. Vậy tiếp nhận văn học có tính chất như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu phần 2 nhỏ, tính chất của tiếp nhận văn học. Như trong phần khái quát cô đã trình bày, tiếp nhận văn học là quá trình giao tiếp giữa tác giả và người tiếp nhận. Đó là mối quan hệ giữa người nói và người nghe, người viết và người đọc, người bày tỏ và người cảm thông, chia sẻ. Nhà văn khi sáng tác tác phẩm bao giờ cũng mong người đọc hiểu được những điều mà mình gửi gắm. Nhà văn khi cầm bút là đã nghĩ đến người đọc. Cái bóng của độc giả đang cúi xuống sau lưng nhà văn. Khi Đỗ Phủ viết, ngữ bắt kinh nhân, tử bắt hưu, dùng chữ mà không làm kinh động đến người đọc thì cháy không nhắm mắt, nghĩa là ông đã nghĩ đến người đọc. Còn khi Nguyễn Du viết, bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tối như, là ông đã nghĩ đến người đọc 300 năm sau. Nhà thơ, nhà báo Lưu Quý Kỳ đã viết rằng, nhà thơ gói tâm tình của mình trong thơ, bạn đọc mở ra thì thấy tâm tình của chính mình. Nhưng khoảng cách giữa tâm tình nhà thơ và tâm tình của người đọc vẫn là một khoảng cách khá xa. Trong hoạt động tiếp nhận văn học, có trường hợp người đọc chỉ hiểu được một phần điều nhà văn muốn nói, có khi không hiểu điều nhà văn muốn nói hoặc là hiểu ngược lại điều nhà văn muốn nói. Và trong đa số trường hợp thì người tiếp nhận thường hiểu xa hơn điều nhà văn muốn nói. Cho nên việc gặp gỡ đồng điệu hoàn toàn như trường hợp của Bá Nha và Tự Kỳ là điều hoàn toàn rất khó khăn. Điều đó thể hiện ở hai tính chất cơ bản sau của hoạt động tiếp nhận văn học. Tính chất thứ nhất là tính chất cá thể hóa, tính chủ động, tích cực của người tiếp nhận. Tính chất thứ hai là tính đa dạng, không thống nhất khi tiếp nhận. Chúng ta cùng tìm hiểu tính chất thứ nhất của hoạt động tiếp nhận văn học. Đó là tính chất cá thể hóa, tính chủ động, tích cực của người tiếp nhận. Như các em thấy, trong cuộc sống không có ai là giống với ai về thị hiếu, sở thích, trình độ văn hóa, kinh nghiệm sống. Vì vậy mà sự tiếp nhận văn học của mỗi người là không ai giống ai. Có bao nhiêu người đọc tác phẩm Chí Phèo là có bấy nhiêu Chí Phèo. Điều đó cho thấy năng lực, thị hiếu, sở thích, lứa tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm sống của cá nhân chi phối đến hoạt động tiếp nhận văn học. Một người có trình độ văn hóa cao, có vốn sống dồi dào thì sẽ tiếp nhận tác phẩm một cách sâu sắc hơn và ngược lại. Trong bàn về đọc sách,
Chu Quang Tìm có nói, tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua kẽ lá, lớn tuổi đọc sách như ngắm trăng ngoài sân, và tuổi già thì đọc sách như thưởng trăng trên đài. Điều đó đúng với tiếp nhận văn học. Trong hoạt động tiếp nhận văn học thì sự tích cực, chủ động của người tiếp nhận sẽ làm tăng thêm sức sống của tác phẩm văn học. Trước hết, người đọc với sự quan sát, với trí tưởng tượng và kinh nghiệm sống của mình có thể biến văn bản, điều nhà văn viết ra thành một thế giới nghệ thuật riêng của mình. Và người đọc ở đây còn có thể khôi phục những điều mơ hồ, chưa rõ của tác phẩm, làm cho tác phẩm hiện lên một cách sinh động, đầy đặn và hoàn chỉnh. Ví dụ, trong bài thơ Tây Tiến, khi nhớ về những cuộc hành quân gian lao qua núi rừng miền Tây, Quang Dũng đã viết: Sài khao sương lấp đoàn quân mỏi, mường lá hoa về trong đêm hơi. Ở đây, Quang Dũng không nói rõ hoa ở đây là hoa gì, vì vậy mỗi người đọc thì sẽ tiếp nhận hoa ở đây theo một cách khác nhau. Có người hiểu hình ảnh hoa về trong đêm hơi là những bông hoa nở trong sương. Có người thì lại liên tưởng đến hai câu thơ của Nguyễn Du: Dưới trăng quyên đã gọi hè, đầu tường lửa lựu lập lòe đêm bông, để hiểu rằng hoa về trong đêm hơi chính là những bó đuốc khoét tán trong đêm sương như những đóa hoa. Còn cô thì cô lại hiểu hoa ở đây theo một cách khác. Các em biết không, ngày cô còn nhỏ, khi muốn đi qua chơi với các bạn ở xóm bên kia thì cô phải đi qua một cái trung nhỏ. Nhiều đêm đang đi như vậy thì cô bỗng dừng lại vì nghe mùi hoa dịu dễ thơm lừng. Theo sự chỉ dẫn của mùi hương, cô tìm được vài bông hoa đem về để ở đầu giường và mùi thơm của nó cứ phảng phất suốt đêm. Vì vậy mà khi đọc đến hai câu thơ này thì cô lại hiểu hoa về trong đêm hơi ở đây chính là hương hoa rừng lan cỏ trong đêm sương. Vì vậy mà cô cảm nhận vẻ đẹp của hình tượng người lính Tây Tiến theo một cách riêng. Dù hành quân trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, sương mù dày đặc, bút giá, trùm phủ núi rừng, tưởng như có thể vùi lấp đoàn quân Tây Tiến trên đỉnh Sài Khao, khiến bước chân của các anh thêm phần mỏi mệt. Thế nhưng, những người lính của chúng ta vẫn cảm nhận được mùi hương của hoa lan tỏa trong đêm, quyện vào trong sương. Điều đó cho thấy tâm hồn của những người lính Tây Tiến rất tinh tế, rất nhạy cảm, lãng mạn và yêu đời. Tâm hồn của các anh luôn hướng về cái đẹp, luôn có chỗ cho cái đẹp. Các em thân mến, tính chất chủ động, tích cực của người tiếp nhận còn thể hiện ở việc người đọc có những phát hiện mới về tác phẩm. Ví dụ, trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi có đoạn thơ: Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, những phố dài xao xác hơi mây, người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Chính nhà thơ Nguyễn Đình Thi rất bất ngờ khi người đọc ngắt nhịp câu thơ sau lưng thềm nắng lá rơi đầy của mình là nhịp 3-1-1-2. Như vậy là lá và nắng cùng rơi trên thềm, chứ không phải là lá rơi trên thềm nắng như cách ngắt nhịp 2-2-4 của tác giả. Với sự phát hiện mới của người đọc trong cách ngắt nhịp này thì đọc câu thơ chúng ta không chỉ thấy mà còn nghe được nhịp rơi của lá, của nắng bên thềm. Chúng ta cảm nhận được cái không khí vắng lặng, u buồn của phố phường Hà Nội trong một sáng mùa thu. Như vậy, với cách ngắt nhịp này thì hình ảnh thơ trở nên đẹp và gợi cảm. Nó vừa gợi cái hồn của mùa thu Hà Nội, vừa gợi lên nỗi niềm lưu luyến trong lòng người khi chia xa thủ đô. Với tính chủ động, tích cực của mình trong hoạt động tiếp nhận văn học mà người đọc đóng vai trò đồng sáng tạo với nhà văn. Đồng sáng tạo ở đây không có nghĩa là người đọc cùng với nhà văn sáng tác tác phẩm, mà là người đọc với trí tưởng tượng, sự quan sát và kinh nghiệm sống của mình đã làm sống dậy tác phẩm trong sự cảm thụ của mình, khôi phục những điều mơ hồ, làm cho tác phẩm hiện lên sinh động, đầy đặn và hoàn thiện. Không chỉ vậy, người đọc còn phát hiện những ý nghĩa mới của tác phẩm. Hiểu được vai trò đồng sáng tạo của người đọc trong quá trình tiếp nhận thì các em sẽ không còn băn khoăn, lo lắng, sợ mình không hiểu đúng ý của tác giả. Hay khi làm bài, nếu các em có hiểu khác về một nhân vật, về một câu thơ, một hình ảnh thì các em cũng không nên quá lo lắng. Cô vẫn thường nói với học sinh của mình là việc các em hiểu khác nhau về một tác phẩm là điều hết sức bình thường, còn các em hiểu như nhau về một tác phẩm thì đó mới là điều bất thường. Quan trọng là các em có thuyết phục được người khác về cái cách hiểu đó của mình hay không. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu tính chất thứ nhất
của tiếp nhận văn học. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu tính chất thứ hai của tiếp nhận văn học, đó là tính đa dạng, không thống nhất khi tiếp nhận. Điều đó thể hiện ở việc cùng một tác phẩm nhưng cách cảm thụ và đánh giá của công chúng rất khác nhau ngay đối với những tác phẩm văn học lớn. Như Bắt trẻ đồng xanh của nhà văn Salinger, một tác phẩm thuộc hàng kinh điển của văn học Mỹ. Tác phẩm này được bầu chọn là một trong 100 tác phẩm viết bằng tiếng Anh hay nhất từ năm 1923 đến nay. Tác phẩm đã được đưa vào chương trình giảng dạy ở bậc trung học của nước Mỹ. Thế nhưng, rất nhiều người đã phản đối tác phẩm này, cho đây là một cuốn sách tệ hại, ác độc, có thể đầu độc tinh thần của lứa tuổi vị thành niên, hay như trường hợp của tiểu thuyết Hạt cơ bản của nhà văn Michael Halibut xuất bản năm 1998. Tác phẩm này từng đoạt giải thưởng November và được đề cử giải Goncourt, nhưng nó đã gây ra một làn sóng yêu ghét dữ dội, không chỉ ở Pháp mà ở những nơi tác phẩm này được dịch. Không chỉ với tác phẩm mà ngay đối với một nhân vật, một hình tượng văn học, một hình ảnh thơ thì sự tiếp nhận của người đọc vẫn có sự khác nhau. Cô ví dụ như nhân vật Thúy Kiều trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Du Mệnh Trinh thì cho rằng Kiều là người con gái, hiếu nghĩa đủ đường, cho nên hết lời bênh vực Thúy Kiều. Trong khi đó, Nguyễn Công Trứ lại cho rằng Thúy Kiều là con đàn bà tà dâm, đã đem chữ hiếu đánh lừa thiên hạ. Cho nên khổ đau là đáng kiếp, đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm, đố đem chữ hiếu mà lầm được ai. Còn nhà thơ Tản Đà thì vừa thương vừa giận Kiều, đôi hàng nước mắt, đôi làn sóng, nửa đám tang chồng, nửa thiệt quan. Thi sĩ thương Kiều bởi vì Kiều rơi vào cảnh ngộ éo le, cay đắng, xác chồng còn đó mà phải hầu rượu lã lơi với kẻ đã giết chồng mình. Nhà thơ giận Kiều vì Kiều quá đẹp. Kiều càng đẹp hơn, quyến rũ hơn khi sầu muộn khổ đau. Đôi hàng nước mắt trên gương mặt gã ái của nàng đã gây nên sóng lòng. Tính chất đa dạng, không thống nhất khi tiếp nhận còn được thể hiện ở việc cùng một chủ thể vẫn có sự thay đổi trong cảm nhận, đánh giá về tác phẩm. Cô ví dụ, trong bài thơ Đò Làng của Nguyễn Duy, lần đầu tiên đọc bài thơ này thì cô hiểu Đò Làng là bài thơ nói về tình bà cháu, để rồi từ đó chúng ta biết trân quý hơn tình cảm của gia đình. Nhưng rồi lớn lên, đọc lại bài thơ này thì cô lại thấy Đò Làng là bài thơ về những giá trị cao đẹp trong cuộc đời mà nếu con người ta không biết trân trọng, nâng niu thì chúng ta sẽ để vụt mất. Rồi khi chiêm nghiệm, suy nghĩ về lịch sử dân tộc, về vận mệnh của đất nước thì cô lại thấy rằng Đò Làng là bài thơ về số phận của dân tộc qua số phận của một con người. Từ đó chúng ta nhận ra một điều: chiến tranh luôn gắn với đau thương, mất mát. Chiến tranh luôn gắn với sự hủy diệt. Và với một dân tộc nào, dù là người chiến thắng hay kẻ chiến bại, thì chiến tranh vẫn là một ký ức buồn. Như vậy, các em đã tìm hiểu hai tính chất của tiếp nhận văn học. Vậy tại sao tiếp nhận văn học lại có tính chất này, đặc biệt là tính đa dạng, không thống nhất khi tiếp nhận? Chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân của nó. Nguyên nhân xuất phát từ phía người tiếp nhận và từ chính tác phẩm, do tầm đón nhận của người tiếp nhận khác nhau. Mỗi người đọc, tùy theo tuổi tác, giới tính, trình độ văn hóa, quan điểm chính trị, quan niệm thẩm mỹ, vốn sống mà có một tầm đón nhận tác phẩm khác nhau. Nguyên nhân thứ hai là do sự phong phú của nội dung tác phẩm, sự phức tạp của hình tượng văn học, sự đa nghĩa của ngôn từ. Tác phẩm càng có nội dung phong phú, hình tượng văn học càng phức tạp, thì sức sống của nó càng lâu bền. Vì vậy mà người ta nói rằng một tác phẩm lớn là tác phẩm khiến người ta băn khoăn, trăn trở hơn là yên tâm, thỏa mãn. Cô xin lưu ý với các em, sự đa dạng không thống nhất khi tiếp nhận văn học không có nghĩa là người đọc có thể tùy tiện suy diễn chủ quan. Mọi sự suy diễn áp đặt đều dễ dẫn đến sự xuyên tạc tác phẩm một cách thô thiển, chà đạp lên mọi nỗ lực sáng tạo của nhà văn. Mọi sự cắt nghĩa tác phẩm phải xuất phát từ văn bản, từ ngôn từ, thể loại, cấu trúc, mối quan hệ giữa các bộ phận và chỉnh thể. Người đọc cần hướng đến một cách hiểu đúng về tác phẩm để tác phẩm có thể tỏa sáng đúng với giá trị thực của nó. Các em học sinh 12 yêu quý, cánh cổng trường cấp 3 đã dần dần khép lại. Rồi đây, với nhiều em, những giờ học văn sẽ không còn nữa.
Nhưng cô hy vọng rằng việc tiếp nhận văn học của các em sẽ không dừng lại mà được nâng lên ở một trình độ cao hơn. Vậy các em có biết mình đang tiếp nhận văn học ở cấp độ nào không? Và các em phải làm gì để nâng cao năng lực tiếp nhận văn học của mình? Chúng ta cùng tìm hiểu phần 3 nhỏ, các cấp độ tiếp nhận văn học. Trong hoạt động tiếp nhận văn học, người ta chia ra làm 3 cấp độ như sau. Cấp độ thứ nhất là chỉ tập trung vào nội dung cụ thể, trực tiếp của tác phẩm, xem tác phẩm đó kể về chuyện gì, diễn biến ra sao, các nhân vật yêu ghét thế nào. Đây là cách tiếp nhận đơn giản nhất và phổ biến nhất. Ở cấp độ thứ hai là người đọc qua nội dung trực tiếp, thấy nội dung tư tưởng của tác phẩm, muốn biết qua câu chuyện đó nhà văn muốn nói gì. Ở cấp độ thứ ba, người đọc chú ý đến cả nội dung và hình thức biểu hiện của tác phẩm, đánh giá được giá trị tư tưởng và giá trị nghệ thuật của tác phẩm, có thể đối thoại với nhà văn, đối thoại với chính mình để suy tư, chiêm nghiệm về cuộc đời. Đây là cách tiếp nhận văn học của những người có trình độ văn hóa. Và các em học sinh 12 thì các em nên cố gắng để đạt tới cấp độ này. Việc các em đánh giá được giá trị tư tưởng và giá trị nghệ thuật của tác phẩm, nó khiến cho bài làm của các em có chiều sâu và giúp cho các em có một số điểm tốt hơn khi làm bài. Để các em có thể hiểu rõ hơn về các cấp độ tiếp nhận, thì cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu các cấp độ tiếp nhận vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hồi qua 3 cấp độ. Ở cấp độ thứ nhất, thì bạn đọc, sau khi đọc vợ chồng A Phủ, thì hiểu rằng đây là câu chuyện về A Phủ và Mị, hai thân phận tủi nhục đã cùng nhau vượt thoát số phận. Ở cấp độ thứ hai, người đọc qua câu chuyện đó thấy được nội dung tư tưởng của tác phẩm, đó là lên án giai cấp thống trị, ca ngợi vẻ đẹp của người lao động miền núi, tinh thần phản kháng, lòng ham sống, khát vọng tự do mãnh liệt. Và ở cấp độ thứ ba, người đọc đánh giá được giá trị tư tưởng và giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Về giá trị tư tưởng thì có giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo. Truyện ngắn Vợ chồng A Phủ đã cho chúng ta thấy cuộc sống tủi nhục của người dân miền núi Tây Bắc dưới ách thống trị của bọn thực dân phong kiến. Tác phẩm còn cho thấy được vẻ đẹp rạng ngời của khát vọng tự do, hạnh phúc. Giá trị nhân đạo của vợ chồng A Phủ thể hiện ở việc lên án, tố cáo những thế lực đen tối chà đạp lên quyền sống của con người. Đó không chỉ là thế lực của cường quyền qua sự hiện diện của cha công nhà thống lý Bá Tra, mà đó chính là thần quyền, là những hủ tục đã đè nặng lên cuộc đời của những người miền núi như là Mị và A Phủ. Giá trị nhân đạo còn thể hiện ở việc cảm thông đối với những nỗi thống khổ của con người, trân trọng và ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp của người lao động, đó là khát vọng sống mãnh liệt, là khả năng tự giải phóng mình của người miền núi trước cách mạng tháng 8. Và qua đó, người đọc còn thấy được giá trị nghệ thuật của tác phẩm qua nghệ thuật trần thuật linh hoạt, độc đáo, nhân vật được xây dựng có cá tính sắc nét. Đặc biệt, nhà văn Tô Hồi đã thể hiện biệt tài, miêu tả tâm lý nhân vật rất xuất sắc qua tâm lý của nhân vật Mỹ, ngôn ngữ trong truyện đầy chất thơ và giàu tính tạo hình. Vậy thì làm thế nào để nâng cao năng lực thẩm mỹ để chúng ta đạt đến cái cấp độ thứ ba này? Chúng ta cùng tìm hiểu điều kiện để tiếp nhận văn học có hiệu quả. Để tiếp nhận văn học thực sự có hiệu quả, người đọc phải có tình yêu đối với cái đẹp, tình yêu đối với văn chương và đặc biệt phải biết trân trọng người nghệ sĩ sáng tạo. Thứ hai là người đọc phải không ngừng tích lũy vốn sống, vốn văn hóa để nâng cao trình độ hiểu biết của mình, nhất là những hiểu biết về văn chương nghệ thuật. Người đọc cần có quá trình tự đào tạo để có thể có một tầm đón nhận lý tưởng đối với những giá trị văn học đã hình thành trong quá khứ hoặc trước những hiện tượng văn học mới. Và người đọc cần phải tiếp nhận văn học một cách chủ động, tích cực, sáng tạo. Người đọc cần ý thức được vai trò đồng sáng tạo của mình trong hoạt động tiếp nhận văn học để có thể chấp cho tác phẩm đôi cánh mới trong tâm hồn mình. Như vậy, qua 2 tiết học, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu 2 nội dung lớn của lý luận văn học, đó là giá trị của văn học và tiếp nhận văn học. Để củng cố và vận dụng những kiến thức đã học, chúng ta cùng chuyển sang hoạt động luyện tập. Các em hãy cùng cô làm bài tập sau đây. Bài tập số 1. Cảm nhận vẻ đẹp của đoạn thơ sau. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi, áo chàm đưa bụi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Các em thân mến, khi đề bài yêu cầu các em cảm nhận vẻ đẹp của một đoạn thơ là yêu cầu các em
chỉ ra giá trị thẩm mỹ của đoạn thơ đó. Vì vậy, các em cần phân tích những từ ngữ, những hình ảnh, những biện pháp tu từ, nhịp điệu, v.v. của đoạn thơ đó để làm sáng lên vẻ đẹp về nội dung và hình thức nghệ thuật của nó. Nguyễn Vũ Tiềm cho rằng, thơ có xúc cảm khác thường, có suy nghĩ khác thường và có cách nói khác thường. Vì vậy, trong quá trình phân tích đoạn thơ, các em cần phải chú ý những chỗ lạ, những chỗ bất thường của thơ. Các em thân mến, trong bài thơ Việt Bắc, đoạn thơ trên là lời của người ra đi, lời người cán bộ về xuôi khi chia tay Việt Bắc sau 15 năm gắn bó. Những từ lấy bâng khuâng, bồn chồn để diễn tả những cung bậc cảm xúc trong lòng người ra đi, vừa lưu luyến nhớ thương vì phải chia xa Việt Bắc, vừa lại nôn nao mong ngóng được trở về với Hà Nội thân yêu. Những cảm xúc ấy cứ đan xen chồng chéo, khi thì ẩn sâu trong dạ, khi thì bồn chồn trong mỗi bước người đi. Và nếu chăng người về trong giờ phút chia ly, đó là hình ảnh của chiếc áo chàm. Đó là hình ảnh hoáng dụ, gợi bóng dáng gần gũi, thân thương của đồng bào Việt Bắc. Sắc phục ấy mà in trong tâm trí của người ra đi về một chân dung đáng nhớ của người dân Việt Bắc hiền hòa chấp pháp mà đậm đà tình nghĩa sắc son. Câu thơ cầm tay nhau biết nói gì hôm nay giản dị như lời nói tự nhiên mà có sức vang động sâu xa. Câu thơ được ngắt nhịp 3-3-2, tức là ngắt nhịp lẻ. Như vậy, đây là một điều bất thường. Trong bài Lục Thơ, các em đã biết thơ Lục Bát thường ngắt nhịp chẵn. Như vậy, cách ngắt nhịp bất thường đó, nó hé mở cho chúng ta thấy được tâm trạng, cảm xúc của người ra đi. Đó là sự bối rối, lưu luyến khi phải chia xa Việt Bắc. Trong giây phút phân ly, người đi kẻ ở, tay trong tay, ngập ngừng bối rối, không nói nên lời. Biết nói gì, bởi vì dường như có quá nhiều điều để nói, bởi bối rối không biết bắt đầu từ đâu, và cũng bởi nói làm sao cho hết những gì ta và mình đã gắn bó trong suốt 15 năm qua. Dấu chấm lửng khép lại đoạn thơ đã thể hiện tình cảm vấn vương trong lòng người xa đi, chăng bước về xuôi mà lòng còn ở lại. Như vậy, qua đoạn thơ, tác giả Tố Hữu đã tái hiện không khí chia tay biện trịnh, lưu luyến giữa những người kháng chiến với Việt Bắc sau 15 năm gắn bó mặn nồng. Đoạn thơ đã thể hiện tình nghĩa thủy chung son sắc giữa cán bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc, làm sáng lên đạo lý uống nước nhớ nguồn của con người Việt Nam. Vẻ đẹp của tình quân dân càng sâu sắc hơn bởi tài năng của Tố Hữu trong việc sử dụng sáng tạo ngôn ngữ và thể thơ dân tộc. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập 2. Anh chị hiểu như thế nào về bài ca dao sau? Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím, em lấy chồng rồi trả yếm lại anh. Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh, yếm em thì em mặc, yếm gì anh mà anh đòi. Các em thân mến, nếu nhìn vào hình thức của bài ca dao thì các em cũng đã nhận ra đây là một bài ca dao có kết cấu đối đáp. Để hiểu được bài ca dao này, các em cần phải xác định bài ca dao là lời của ai. Dĩ nhiên, ở đây các em sẽ thấy có hai nhân vật, đó là nhân vật em và nhân vật anh. Nhưng các em cần xác định được trong hai câu đầu là lời của cô gái hay lời của chàng trai. Nếu hai câu đầu là lời của chàng trai, thì ở đây chàng trai đã đòi lại chiếc yếm, kỹ vật tình yêu sau khi cô gái đã đi lấy chồng. Nhưng nếu là lời của cô gái, thì ở đây cô gái đã chủ động trả lại kỹ vật tình yêu khi mình đã đi lấy chồng. Như vậy thì nội dung của bài thơ lại sẽ sang một hướng khác. Các em thân mến, đây là một bài ca dao rất hay và có nhiều cách tiếp nhận khác nhau. Trong quá trình tìm hiểu bài ca dao, nếu gặp khó khăn thì các em có thể nhờ sự giúp đỡ của giáo viên bộ môn. Cô tin rằng với sự tích cực, chủ động của mình thì các em không chỉ hiểu được nội dung của bài ca dao mà còn thấy được vẻ đẹp của hình thức nghệ thuật của nó. Các em thân mến, có một câu ngạn ngữ Hy Lạp mà cô rất thích. Nếu tôi có hai ổ bánh mì thì tôi sẽ bán đi một ổ để mua hoa hồng vì tâm hồn của tôi cũng cần được ăn uống. Và cô hy vọng văn học sẽ là món ăn tinh thần mà các em lựa chọn cho tâm hồn của mình mỗi ngày. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của các em. Xin chào tạm biệt.